Ngọc Thủy xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang xem trên kênh Đồng Hải. Cả nhà ơi, tay xách nách mang đang đi đằng trước kìa cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng lại có chuyến đi xa, đang đi bộ từ nhà ra quốc lộ 20 để bắt xe. Mình đi xe giường nằm để lên đường về Thanh Hóa. Tại vì cũng không gấp gáp lắm cho nên là không chọn cách đi bằng máy bay. Mình đi xe ô tô lúc này cũng thuận tiện. Đồng Hải ơi. Đồng Hải mến chào tất cả quý khán giả nhé. Hôm nay thì vợ chồng Đồng Hải lại tiếp tục cuộc đời là những chuyến đi. Mọi người nhìn này, trông giống cái kiểu cái lão không? Coi như vợ chồng người nhà hôm nay là đang trên đường để đi ra ngoài Thanh Hóa, có một chút công việc cũng tương đối quan trọng của bà xã mình. Vừa mới từ trên Đà Lạt về đến đây lúc sáng nay, thế chưa kịp nghỉ ngơi gì cái thì bây giờ vợ chồng này lại tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ ra ngoài chỗ quốc lộ 20 này để lên xe đi về Thanh Hóa. Bây giờ thì vợ chồng mình vừa xong ô tô đã gọi điện rồi, thì chắc là sắp xế đến đây rồi. Bây giờ thì vợ chồng mình phải ra cho kịp xe đã. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho vợ chồng mình trong cái chuyến đi này. Nếu mà những cái công việc như thế nào ấy, Đồng Hải sẽ gửi lại tới tất cả các khán giả để xem cái công việc của vợ chồng mình đi có việc gì nhá. Thôi mình đi ra đây. Hôm nay là ngày chủ nhật mà con gái lại cũng đi làm nên là không có người để đưa ra ngoài quốc lộ, nên hai vợ chồng tay xách nách mang đi bộ. Làm gì mà tay xách nách mang thế? Đây, bây giờ thì mình sẽ ra đến ngoài gần chỗ đậu xe rồi, đây có được 20 là hành khất mọi người ạ. Xe một chút nữa chắc là xe đến đây rồi, bởi vì xe giờ rất đúng giờ. Ngày trung tâm là các bạn sẽ đến sang bên kia, chúng ta bên kia nắng lắm, ngồi ở đây đấy. Ngồi có ngồi nhờ. nhờ bà tí. Mọi người ạ, đây là cái khu vực mà vợ chồng mình hay ra đây mỗi lần đi đâu và phải đi ô tô đón xe đây. Đây là ngã ba Cống Sình. Tại sao mà người ta gọi ngã ba Cống Sình là đây này? Ngày xưa ở đây nó có một cái cống, bây giờ nó làm cái cầu nhỏ kia. Ở bên này thì nó có một cái đầm mà lầy, nó là Sình Lầy đấy. Chính vì thế nên người ta gọi là ngã ba Cống Sình là như thế. Hiện giờ thì ở đây người ta đang cải tạo cái khu vực cái chỗ đầm lầy này để làm cái khu du lịch ấy. Đầu tư ấy làm tương đối lâu rồi mà vẫn chưa xong. Đây thì quốc lộ 20 đâm là xe cộ nó đi suốt ngày nườm nượp ra ấy. À, rất là mỹ. Cái tuyến đường này là tuyến đường chiến lược nữa, đường đi lên khu du lịch ở trên Đà Lạt và xuống Sài Gòn và đi về các tỉnh, nên lúc nào cả suốt ngày đêm ấy thì các đoàn xe liên tục ở đây thì người thấy đấy, các tập đoàn xe khách rồi xe tải nườm nượp suốt ngày nối đuôi nhau. Vừa xong thì nhà xe đã gọi bảo là sắp sửa đến đây rồi các bạn ạ. Ra đến ngoài đường rồi thì lại quên mất một số thứ ở nhà, như Đồng Hải là phải chạy cong đít lên để đi về nhà. Cũng may quá lúc quay ra lại gặp một cái bác ở gần nhà, bác đi bảo bác ấy đèo ra, chứ bây giờ chứng tỏ là già rồi chạy không ăn thua, đi bộ thì còn được. Bây giờ thì vợ chồng mình đã đi lên trên xe rồi. Hôm nay cũng rất là may, vợ chồng mình đang nằm ở dưới tầng dưới. Lúc nãy trước khi lên xe thì mình đã uống thuốc say xe rồi. Bây giờ thì xe bắt đầu bước sang địa phận của Di Linh rồi. Hành trình hôm nay thì chắc là đến chiều mai vợ chồng mình sẽ về đến Thanh Hóa. Hiện giờ thì trên xe cũng là tương đối là vắng khách. Hôm nay thì vợ chồng mình đi nhà xe Trường Hằng, một cái xe chạy từ Bảo Lộc đi Thanh Hóa hàng ngày. Bữa trước ấy, thì Đồng Hải đi nhà xe Điện Linh, cái xe chạy trước kìa. Nhưng mà xe chạy đêm thì xe đấy chạy về Hà Đông rồi, ra bến xe Yên Nghĩa.
Còn xe này thì chạy về Thanh Hóa, về chỗ quê hương của Ngọc Thủy luôn. Chiếc xe giờ thì cũng có ít khách rồi, không có bao nhiêu đâu. Số rồi. À, rất may là mình hôm nay được nằm ở ghế gần gần trên đầu nên là đi nó đỡ lo say xe. Buổi sáng nay thì vợ chồng mình cũng vừa mới ở trên này. Đấy, thì ngược theo cái chiều xe của mình đây, từ trên Nam Ban đi về dưới Bảo Lộc. Bây giờ thì 3 giờ chiều lại tiếp tục hành trình khăn gói quả mướp. Thật sự là cái từ năm ngoái năm nay hai vợ chồng mình đi quá nhiều. Từ Tết rồi là mấy chuyến đi ra Bắc là nhiều. Mấy chuyến đi Hà Giang rồi. Mấy tháng xuân mà cứ vòng đi vòng lại. Mệt người, tốn hết bao nhiêu tiền xe cộ nữa. Nhưng mà vì công việc mà, nên là vẫn cứ phải đi. Chuyến này mà vợ chồng mình đi ra ngoài ấy mà không biết có kịp về nhà không. Chứ không rõ như là quay về Bảo Lộc ấy thì lại còn là sợ là ra đấy mà lại có cuộc gọi điện ở dưới Sài Gòn thì lại phải tiếp tục quay xuống Sài Gòn luôn. Tại vì mình có số một công việc rất là quan trọng dưới Sài Gòn nữa. Có cả cũng có một cái anh ấy là người Hà Nội, anh ở trong Sài Gòn, anh cũng là một mạnh thường quân của kênh. Anh bảo xuống đấy thì anh sẽ giúp cho một số những cái đồ vật cần thiết để cho vợ chồng mình đi làm. Nên tiện thể đi Sài Gòn có công việc thì vợ chồng mình xuống sẽ phải còn lấy những cái quà nữa cơ. Rất mong là sao mà trời nó cho nó thương cho hai vợ chồng khỏe mạnh để đi làm được nhiều công việc để giúp cho những hoàn cảnh khó khăn. Xa Hà Giang thì Đồng Hải rất là buồn đấy, nhưng mà thôi bây giờ thì mình làm trong này cũng được. Mặc dù video của Đồng Hải ấy, làm ở trong khu vực trong này ấy, thì rất ít khán giả vào tương tác, nhưng mà đây là nhiệm vụ của Đồng Hải đi làm thiện nguyện giúp những cái bà con khó khăn nên thế nào thì thế thì mình cố gắng mình làm. Đến khi hết khả năng không có kinh phí để đi làm nữa thì mình mới phải chịu thôi. Các bạn ạ, bây giờ thì xe đang chạy trên đoạn cao tốc Đức Trọng Đà Lạt. Đoạn đường này được làm rất là đẹp. Giữa hai bên đường thì những cái cây cảnh đẹp tuyệt vời. Cung đường cao tốc của quốc lộ 20 thì mới được có một đoạn từ Đức Trọng lên đến Đà Lạt thôi. Còn bây giờ phía từ dưới Dầu Dây lên thì mới đang tiến hành chuẩn bị để mở. Khi con đường cao tốc này được nối liền giữa Dầu Dây lên Đà Lạt ấy, thì chắc chắn là các phương tiện đi lại nó rất là nhanh và rất là thuận tiện. Hiện giờ thì xe đã ra khỏi cao tốc. Xe bắt đầu lên đèo Mimosa. Cái con đường này thì tương đối là xấu. Đường thì đi qua các khu đồi thông quanh co hiểm trở, đường rất là xấu mọi người ạ. Bây giờ các phương tiện cá nhân ấy thì người ta đi Đà Lạt thường người ta đi theo cái đường của đèo Pren, cung đường mới được cải tạo nâng cấp lại. Để đi con đường này thì cũng là thật sự là quá xấu luôn. Ở đây thì hai bên đường thì cũng là những cái đồi thông ngút ngàn. Một cái điểm đặc trưng nổi bật của Đà Lạt.
đấy là những cái rừng thông và các cái thung lũng hoa. Hiện giờ thì xe đã lên trung tâm thành phố Đà Lạt rồi các bạn ạ. Đã đến đến trung tâm của xứ sở mộng mơ. Con đường đèo Mimosa thì là con đường đi tránh thành phố. Còn mặc dù đường nó xấu nhưng xe chở hành khách thì hầu như là phải đều đi qua con đường đó vì tránh ùn tắc. Còn chuyến xe du lịch thì ra đi vào cái đường của đèo Prenn. Thành phố Đà Lạt về đêm. Thế mọi người ạ, bây giờ thì xe vẫn đang quanh quẩn ở trong khu vực của thành phố Đà Lạt. Vừa xong thì xe đi vào rừng để cho khách ăn uống buổi tối và đón thêm khách. Giờ này thì đường phố đã đang đèn hoa rực rỡ lắm rồi. Hiện tượng tắc đường bắt đầu, đèn xanh đèn đỏ. Hiện giờ đã là 1 giờ sáng, xe đang dừng để bơm dầu ở tại cây xăng của Phú Yên. Khu vực này cũng là cuối của Phú Yên, chuẩn bị sang đến đất của Bình Định rồi. Bây giờ thì đã là 6 giờ sáng. Hiện tại thì xe đã đi về đến Thừa Thiên Huế. Cũng rất là lâu rồi, hôm nay Đồng Hải mới lại đi theo cái con đường đèo Hải Vân. Thế là cũng đã qua một nửa ngày và một đêm. Để xe thực ra mà nửa đường rồi. Đã bắt đầu hết địa phận của tỉnh Quảng Trị, bước sang tỉnh Quảng Bình rồi mọi người ạ. Thời tiết ở ngoài này thì rất nhiều là sương mù. Là gần 10 giờ rồi. Ngoài cái khu vực cánh đồng sương mù vẫn dày đặc. Quảng Bình miền cát trắng. Cầu sông Danh giữa 12 giờ trưa này, sương mù mịt. Đã đến đèo ngang, bắt đầu hết địa phận của Quảng Bình và địa phận của Hà Tĩnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh, kính chào quý khách. Giờ thì đã về tới sông Lam. Đây là cầu bến thủy mọi người ạ. Chỉ một chút nữa thôi thì vợ chồng mình sẽ bước chân vào đất Nghệ An quê bác. Dòng sông Lam bên lở bên bồi. Đây là con cầu mới, còn là cầu bến thủy cũ nằm phía bên kia cơ. Quê bác mà. Đấy, bây giờ thì bắt đầu đã bước chân sang đất Nghệ An rồi đấy. Chắc là vợ chồng Đồng Hải phải tối thì mới về đến Thanh Hóa. Kết thúc vào cái cuộc hành trình cũng tương đối là vất vả. Trên chuyến xe Bão Tam này. Hiện giờ thì xe đang đi trên đường Hồ Chí Minh rồi mọi người ạ. Và xong thì xe đi qua địa phận của huyện Nghĩa Đàn. Con đường rất là đẹp. Ở hai bên đường này là những cái thảm cỏ này, và cái trại chăn nuôi bò sữa. Ở trong này là trại bò sữa Chum Miu à. Mọi người nhìn thấy đấy, thảm cỏ xanh ngát. Khu vực này có thời gian người ta trồng hoa hướng dương, rất nhiều hướng dương. Và sản phẩm của nhà máy sữa Chum Miu. Bắt đầu đã bước chân vào địa phận của Thanh Hóa, huyện Như Xuân. Kính chào quý khách. Không gà trên miền núi này nhưng mà đất đai cũng rất là tốt. Các vườn cây ăn trái người ta phát triển rất là mạnh. Bây giờ thì đã là 4 giờ 30 rồi. Xe thì vẫn đang chạy trên đường mòn Hồ Chí Minh. Chắc là chỉ còn là độ hơn chục cây nữa thì vợ chồng mình chạy xuống xe. Vợ chồng mình xuống sẽ là ngã tư Mục Sơn. Bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải đã xuống đến ngã tư Mục Sơn. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ nghỉ ngơi ở đây đã, rồi sáng mai bắt đầu mới đi vào để làm việc. Ở đây thì cái ngã tư rất là đẹp. Đây là những quả núi này. Phải nói là núi non ở Thanh Hóa tương đối là đẹp mọi người ạ. Ở phía bên trong kia là thị trấn Lam Kinh. Đi vợ ơi, đi đi. Các bạn ạ, bây giờ thì hai vợ chồng nhà Đông Kỳ đã đi xuống đến phố Bái Thượng, Xuân Bái Thọ Xuân, Thanh Hóa. Ở đây thì có rất nhiều cửa hàng vàng bạc, rồi các cái đại lý, các cái cửa hàng tạp hóa rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt là đi tìm một cái quán ăn thì vợ chồng mình đã đi hơn 1 km rồi nhưng mà chưa thấy một cái quán nào. Thế nào, bà xã thấy thế nào? Cả nhà ơi, mà chưa có thấy quán ăn. Ở trông như kiểu hành khất này. Đấy, ở đây thì có những cái tiệm có bánh mì này, rồi thì
có gì gì đấy, cửa hàng điện thoại rồi cửa hàng vàng bạc thì nhiều lắm, nhưng mà có lẽ là à đây này, họ còn bán cả bánh bao bên này đấy. Đây. Cô yên tâm, đi về kia nghỉ ngơi xong rồi ta hắc đi tìm được mua được đồ ăn. Đây xôi thập cẩm nữa này, thiếu gì đâu. Đấy bánh mì cô thơ nhá. Đấy thiếu gì. Thì chả tôm này, bún chả này đang quạt thơm lừng hết thôi. Thôi hay là ăn luôn đi để về nhỉ. À kia bên này cũng có này, đúng không? Thế mà cứ lo cứ phải vào đây chỉ mua mỗi rau má không. Đây là một cái khu phố rất là sầm uất đấy mọi người ạ. Thế mà hai vợ chồng đi bách bộ thần quyền để cho nó đỡ mỏi chân, xuống xe ô tô rồi. Đồ nướng này đấy, thiếu gì đâu. Đây nhá, chả tôm bún chả. Tôi quyết định ăn bún chả nhá. Thế nào? Ăn bún chả thôi cả nhà. Bún chả nhá, rồi ok. Ăn xong rồi về nhá. Để cho nó lành. Đấy, hiện giờ thì mình đã ngửi thấy mùi chả rất là thơm. Thơm lắm mọi người ạ. Không biết được, đây là bên này cơ mà. Đây rồi. Đây là mùi chả thơm quá mọi người ạ. Đây là có cô bán chả đang ngồi quạt than hồng rực rỡ lên. Và bây giờ vợ chồng mình sẽ quyết định là ăn bún chả. Đây nha mọi người, đây này, chả Thanh Hóa. Ngon không? Tuyệt vời luôn. Xin chào nhá. Thế nào? Thấy thế nào? Nói muốn xíu rồi cả nhà. Đây là quê vào xã mình đấy mọi người ạ. Đây là về đến Bái Thượng rồi. Còn một chút chút nữa là đến nhà đúng không? Đói bụng lắm rồi. Rồi, quyết định. Nò mó đã. Đây mọi người, bây giờ vợ chồng mình đã đến quán ăn rồi đây. Cũng tương đối là đói rồi, đi bộ cũng vừa đi vừa tập thể dục. Nên bây giờ tương đối đói rồi. Đây là bún chấm, bún con, đúng đặc trưng của miền Bắc đây. Nhưng mà Thanh Hóa này là vẫn là thuộc miền Trung rồi nhé, đầu của miền Trung đó mọi người ạ. Đây cái nước rất này đây ạ. Nước chấm ngon ạ. Có sự sống rồi. Rồi vợ chồng Đồng Hải mời tất cả quý khán giả trên kênh cùng ăn bữa chiều với vợ chồng mình nha. Cả nhà ăn bún chả nhá. Bún chả Thanh Hóa chứ. Chả biết làm sao đấy, không ăn thì đói mà bây giờ ăn mà no quá chết rồi đấy này. Thôi cảm ơn bà chủ nhá. Bún ngon quá. Rồi, xin chào bà chủ nhá. Vợ chồng Đồng Hải no rồi. Tiếp tục quách bộ. Ở xã mình ăn no phải chạy nhanh thế. Đây mọi người ạ, lúc nãy thì thấy cứ lê từng bước mà giờ ăn no phát rồi. Phóng thật nhanh. Quên cái túi này phải quay lại. Đấy. Bây giờ thì vợ chồng mình đi ra nhà nghỉ để nghỉ ngơi đã, không phải tối mất rồi. Các bạn ạ, bây giờ thì vợ chồng Đồng Hải đã đến thị trấn Thường Xuân đây rồi. Đây là quê của bà xã của Đồng Hải. Nhưng mà từ đây lên trên kia thì còn mấy km nữa cơ. Ở dưới này thì nhà bà xã mình đã đi vào trong Lâm Đồng ở hết rồi. Nên tối nay thì vợ chồng mình nghỉ ở nhà nghỉ Phượng Hồng này. Đây mọi người ạ, cái nhà nghỉ này cũng tương đối là cao. Đây nó thật sự đi mấy cây số rồi mới tìm được cái nhà nghỉ đấy. Bà xã thấy mệt không? Khá là mệt. Mệt chứ. Cả nhà biết không, sau một ngày một đêm thì Ngọc Thúy và Đồng Hải ra đến Thường Xuân. Nghỉ
nghỉ tạm ở tại nhà nghỉ gì đấy, Phương Hồng, Phượng Hồng gì À, đấy. không. Thế nhưng mà cả nhà biết tại sao mình nghỉ nhà nghỉ không? Vì là bố mẹ, anh chị em là đã vào trong Lâm Đồng rất là lâu rồi, không còn ai được nghỉ ở đây nữa. Cái thứ hai nữa là cũng có gia đình anh em con cô dì chú bác, nhưng mà mình đến đây cũng đã tối mất rồi, cho nên là mình thôi nhà mình để sáng mai có một chút công việc ở thị trấn Thường Xuân này. Thì mình cũng rất là ngại cả nhà, nhưng mà thôi thì cũng tâm sự một tí để cả nhà cùng biết. Mình gặp một cái biến cố rất là lớn trong vòng từ năm 2020 cho đến bây giờ, thì hy vọng là lần này giải quyết sẽ xong. Thì vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 thì lúc đó là mình đã ly hôn xã mình rồi, nhưng mà cái người chú họ này, anh em bên ông xã là có gọi điện nhờ mình là hỗ trợ vay dùng số tiền để cùng với một người bạn ký một cái hợp đồng rất là lớn ở trong sân bay Long Thành ấy, để gọi là thiếu tiền đối ứng ngân hàng, thì chỉ mượn đỡ chừng 10 ngày nửa tháng thôi là người ta rút tiền ra người ta trả. Thì thực ra thì chúng em họ ở bên chồng, cho nên là mình cũng rất là tin tưởng. Thì chú ấy có nói là mượn dùng và đưa tiền cho cái người bạn là đối tác của chú ấy trong đấy. Mình lúc đó mình không có tiền, mình đi mượn dùng thôi. Trời ơi, cả nhà biết không, mượn dùng là tháng 20 ngày, rồi 2 tháng, 4 tháng, 5 tháng, rồi cho đến giờ này luôn. Ngọc Thủy vô cùng là vất vả với cái số tiền đấy. Thật ra thì kể ra như vậy, cả nhà sẽ nói mình là khinh người quá, rồi là vân vân và vân vân. Nhưng mà vì mình sống rất là thật, sau một cái biến cố lớn thì mình cũng rút ra được kinh nghiệm là có tin ai thì cũng chỉ tin chừng 50% thôi nhé cả nhà nhé. Đừng tin hết để mình lại phải vất vả. Mình không muốn kể sâu xa lắm, nhưng mà thực ra là đi ra đi vào rất là nhiều lần để nói chuyện tình cảm, để giải quyết xong. Nhưng mà thực tình là mình cũng đã phải đưa ra bên tòa án và cũng phải đưa sang bên thi hành án. Thì ngày mai là cái bữa chốt thì là sẽ giải quyết cho xong. Thì mình hy vọng là sẽ xong, nhưng mà chưa gặp được, không biết là có xong hay không. Đấy, nên là mình kể sơ sơ như vậy để cả nhà hiểu được cái lý do là hai vợ chồng đồng hải ra ngoài này. Còn như thế nào thì ngày mai mình giải quyết xong rồi mình sẽ tâm sự nốt. Cho nên là mình thì gặp biến cố và đã rút ra được một cái kinh nghiệm khá là lớn ở cái tuổi ngoài 50. Thì mình muốn chia sẻ với mọi người rằng là có tin ai thì cũng tin ít ít thôi, đừng có tin quá. Thì bản chất của Ngọc Thủy là một con người rất thật thà, chất phác và rất là dễ tin người. Thôi mọi người đừng có ném đá mình nhé, mình gặp biến cố lớn quá trong đời rồi, thì mình chia sẻ là để mọi người rút kinh nghiệm và mọi người hiểu được là cái vất vả của Ngọc Thủy như thế nào. Chứ mọi người đừng chửi mình nhé. Rồi bây giờ thì cũng đã là muộn rồi, mệt lắm rồi. Vợ chồng mình nhà đang đi coi như là một ngày một đêm, một ngày rưỡi một đêm ra đến đây. Mà cái xe thì nói thật cái xe đúng là xe bão táp, mang tiếng là cái một cái xe của một cái công ty, nhưng mà thật đi vòng vo nhiều quá, đón khách nọ khách kia linh tinh. Thậm chí mà nói thật sự cái xe này cũng đối với mình là mất lòng tin, lái xe phụ xe còn hút thuốc ở trên xe nữa. Nói thật sự cái đó mình cũng không không muốn tất cả các xe chất lượng cao nó như thế. Và bây giờ thì vợ chồng mình nghỉ ngơi và xin kết thúc video này tại đây. Còn cái diễn biến của cái câu chuyện nó như thế nào và mọi người muốn nghe tường tận thì cho Ngọc Thủy xin một cái bình luận.
nếu mà khi sau khi mà giải quyết xong ở đây mà vào Lâm Đồng có thời gian thì mình sẽ kể hết từ đầu đến đuôi diễn biến như thế nào để mọi người hiểu rõ về cái hoàn cảnh của Ngọc Thủy như thế nào đấy, thì mọi người cho Ngọc Thủy xin một cái bình luận. Thôi thì bây giờ cũng khá là muộn rồi, thì Ngọc Thủy và Đồng Hải xin kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và chúc mọi người một buổi tối thật nhiều niềm vui và ngủ ngon nhé.